Xin chào các bạn, mình là Tuấn Anh đến từ Clickbuy. Với phân khúc điện thoại ở mức giá tầm 7 triệu, hiện nay trên thị trường có mặt rất nhiều những gương mặt như là Sony Z, Galaxy Z. Giá thấp hơn một chút thì chúng ta có G2 Docomo hay như HTC 816. Sony cũng mới tung ra một mẫu máy góp mặt trong phân khúc tầm trung này, đó chính là chiếc Sony T3 mà mình đang cầm ở trên tay đây. Một thiết bị mới được Sony tung ra, vậy nó có điểm gì mới và liệu nó có xứng đáng với số tiền các bạn bỏ ra hay không? Hãy cùng mình đánh giá chi tiết để xem nó sẽ thể hiện như thế nào. Thiết kế là thứ mình đánh giá rất cao ở Sony T3. Máy có màn hình là 5,3 inch với kích thước màn hình và thiết kế to bản của nó. T3 được xếp vào phân khúc fabled nhưng chỉ là một fabled tầm trung mà thôi. Máy nổi bật về thiết kế rất mỏng nhẹ, viền thép chạy xung quanh cũng là một điểm nhấn rất tuyệt vời. T3 có hai điểm ở thiết kế mình rất thích. Thứ nhất là máy mỏng nhẹ cũng như viền thép khá đẹp như mình vừa nói vừa nãy. Thứ hai là phần nắp lưng của máy. Nắp lưng sần, cong nhẹ ở bốn cạnh, bo nhẹ cả ở bốn góc, tạo cảm giác cực kỳ thoải mái và chắc chắn khi cầm nắm sử dụng. Tay mình ra mồ hôi khá nhiều nên những máy có mặt lưng trơn khiến mình rất khó sử dụng. Như chiếc S4 mình đang sử dụng, mình đã phải sắm một chiếc flip cover để dùng. Nhưng với chiếc T3 này, nó thực sự làm mình thấy rất thoải mái trong quá trình sử dụng. Tay có ra mồ hôi thế nào đi nữa, máy vẫn chắc chắn trong lòng bàn tay. Với những thiết bị có mức giá chỉ tầm trung mà mang một thiết kế đẹp cũng như tiện dụng thế này, quả thực đây là một điều rất rất đáng khen cho Sony. Viền kim loại chạy xung quanh và lõm vào một chút, tạo cảm giác cầm nắm sử dụng quả thật là rất lạ. Vì viền ấy không tiếp xúc vào tay chúng ta, khi cầm nắm, tay sẽ chỉ tiếp xúc lên vị trí cạnh viền mà thôi. Tuy tiện dụng là thế, T3 vẫn có nhiều điểm yếu trong thiết kế. Thứ nhất là viền máy quá dày này, hai vị trí trên dưới cũng dày. Thế này thì tổng quan T3 quá to so với một thiết bị màn hình là 5,3 inch. Đối với mình thì đó là điểm yếu. Thế nhưng đối với những bạn hay sử dụng máy để xem phim thì có lẽ nó sẽ là một điểm cộng. Vì như các bạn thấy, mình cầm máy cực kỳ thoải mái mà không lo ngón tay bị chạm vào phần màn hình. Thế nên cầm một tay xem phim thì đảm bảo rất là thoải mái luôn. Còn phim gì thì tùy các thím thôi ạ. Ngoài cái nhược điểm đối với mình như vừa nói thì mình thấy thiết kế của T3 là hoàn hảo, xứng đáng được xếp vào danh sách những điện thoại đẹp được luôn. Thứ hai là màn hình của máy. Điểm lại về thông số thì máy có màn hình là 5,3 inch nhưng độ phân giải thì lại chỉ dừng ở mức là 720p, có tấm nền IPS và cũng không quên mang theo hai công nghệ độc quyền của Sony, đó là Truluminous và Bravia NG Mobile 2. Nếu để xếp vào cạnh những sản phẩm từ Nhật Bản như Galaxy Z hay như G2 Docomo thì màn T3 tỏ ra yếu thế hơn ngay ở độ phân giải. Tuy nhiên, nếu so với một thiết bị quốc tế như HTC 816, màn hình của T3 tỏ ra ưu thế ngay ở những thứ như là độ sáng này, màu sắc tái hiện cũng như góc nhìn. T3 cho góc nhìn rất tốt, nghiêng, nghiêng, nghiêng và nghiêng, máy đều cho trải nghiệm như nhau. Thế này thì càng giúp trải nghiệm xem phim thích thú hơn đấy nhỉ. T3 có một điểm mạnh ở màn hình mà mình rất thích, đây là thể hiện màu trắng rất tuyệt vời và độ sáng tốt. Đặt cạnh S4 mình đang sử dụng ở đây thì màn T3 thể hiện tốt hơn hẳn. Kiểu này chẳng nhẽ lại đáp S4 ôm T3 dùng thôi. Thiết kế và màn hình T3 đã làm rất tốt, nhưng quay sang đến hiệu năng, có lẽ đây là điểm mà T3 yếu kém nhất nếu so với những máy Nhật cùng mức giá. T3 chỉ sở hữu cho mình con chip Snap 400 mà thôi, RAM cũng chỉ dừng lại ở 1GB và GPU là Adreno 305. Nếu chỉ dùng để lướt web, để coi phim, Facebook chat chít, T3 dùng ngon lành, nhưng khi chiến game nặng thì máy tỏ ra khá đuối. Cũng khó trách Sony khi thiết kế và màn hình đã làm rất tuyệt vời, buộc cấu hình phải giảm xuống đôi chút để cân bằng lại về mức giá. Chứ với giá chỉ là 7 triệu mà màn hình đã tuyệt vời, thiết kế không chê, cấu hình lại khủng nữa thì chắc Sony phá sản luôn quá. Lúc ấy thì làm sao mà có những sản phẩm ấn tượng như thế này để người dùng chúng ta có thể chọn lựa được nữa. Thôi thì cũng vui vẻ và chấp nhận. Những người dùng cơ bản không game thì T3 là một lựa chọn rất tuyệt vời. Còn với những bạn hay game thì có lẽ nên lựa chọn một sản phẩm khác thì hợp lý hơn. Và bên trong phần mềm, chúng ta đương nhiên vẫn có giao diện Socialize rất quen thuộc rồi, khỏi mất công làm quen gì luôn, rất dễ dàng sử dụng. Máy cũng được cài sẵn Android 4.4 khi được bán ra, nên chuyện kết nối tới những phụ kiện đồ chơi của hãng hoàn toàn được thương thích một cách rất tuyệt vời, như là Smart Band hay Smartwatch chẳng hạn. Có chăng thì T3 không được Sony ưu ái một số tính năng hay trên Z2, như là gõ hai lần để mở máy. Không sao, nút nguồn bấm cũng rất ngon, dùng khoảng vài năm hỏng nút nguồn rồi đổi máy là được. Sang đến camera, T3 chỉ trang bị cam chính là 8 chấm và cam phụ là 1.1. T3 cũng được Sony ưu ái trang bị cảm biến XMORS. Tuy nhiên thì chất lượng ảnh cá nhân mình đánh giá mức vừa đủ dùng mà thôi. Chụp đủ sáng, chất ảnh khá tốt. Tuy nhiên khi chụp thiếu sáng thì T3 tỏ ngay sự hạn chế của nó khi ảnh noise, mất chi tiết khá nhiều. Tối qua mình có ngồi trà chanh một mình thì cũng lôi em nó ra bắn thử vài tấm với đủ tùy chọn, nhưng chất lượng thì vẫn chưa có ưng ý cho lắm. Có vài tấm để các bạn xem thử. Cuối cùng là pin.
một lần nữa mình bị thuyết phục bởi Sony T3. Dung lượng chỉ dừng lại ở mức là 2500mAh mà thôi. Thế nhưng những gì mà nó thể hiện là cực kỳ tuyệt vời. Mình tối hôm qua sạc pin đến 90% rồi tút sạc đi trả tranh. Lúc web đọc tin chat chít nghe nhạc bằng tai nghe, screen on 1 tiếng 21 phút thì pin sụt 27%. Sau đó mình về nhà xem phim HD bằng 3G thông qua phần mềm M-Film của MoviPhone. Thì xem xong bộ phim cũng là lúc pin sụt còn 4%. Tổng time on screen là 3 tiếng 21 phút với 90% xuống 4%. Dùng hoàn toàn bằng 3G. Trong quá trình mình sử dụng, máy chỉ hơi ấm chỗ cụm camera và gần khu vị trí NFC mà thôi. Quả thực là mình rất ấn tượng. Nên bạn nào muốn một thiết bị có pin tốt, mình nghĩ T3 là một lựa chọn hợp lý. Tổng quát lại thì với Sony T3, nó đã thuyết phục mình bởi cái thiết kế sexy, bởi cái màn hình đẹp và thời lượng pin rất tốt. Cấu hình thì không thể đòi hỏi được vì máy có giá khá hợp lý rồi. Vậy nên Sony sẽ rất hợp với những bạn không chơi game, không cần cấu hình máy quá mạnh. Và nếu ở nhu cầu thông thường, cá nhân mình đánh giá Sony T3 là đủ để có một trải nghiệm tuyệt vời. Để biết thông tin chi tiết về mức giá cũng như những chương trình khuyến mãi, mời các bạn truy cập vào website clickbuy.com.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.